Kính viễn vọng nằm ở độ cao 3.000 m trên sa mạc Arizona, đang nhìn trực diện lên bầu trời đêm. Những chiếc gương khổng lồ có thể thu được ánh sáng từ những ngôi sao cách xa khoảng 9 tỷ năm ánh sáng. Nhờ có chiếc kính, các phi hành gia có thể nhìn được xa hơn trong vũ trụ hơn bao giờ hết. Chiếc kính thiên văn ống nhòm khổng lồ này là chiếc kính thiên văn quang học lớn nhất trên hành tinh và là thành tựu vĩ đại nhất trong hơn 300 năm trở lại đây của các kỹ sư thiên tài. Ngày hôm nay, một nhóm các nhà thiên văn học với tiến sĩ Richard Green đứng đầu sẽ quan sát trực diện vào dải thiên hà từ phía đối diện với vũ trụ của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn vào những chiếc kén trong không gian là nơi mà những ngôi sao mới và các hệ hành tinh được hình thành. Hay chúng ta cũng có thể nhìn sang các dải thiên hà lân cận để có thể hiểu được thành phần cấu tạo của một dải thiên hà. Quá trình theo dõi này sẽ giúp cho các nhà thiên văn học hiểu được sự ra đời của hệ mặt trời. Chiếc kính thiên văn hai mắt gương này là bước đột phá cuối cùng trong chuỗi những phát minh lịch sử. Để hiểu được làm cách nào các nhà thiên văn học có thể nhìn được ở khoảng cách rất xa trong vũ trụ, chúng ta sẽ phải quay ngược thời gian lại về trước. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại nước Anh vào thế kỷ 17 với một sáng chế gây chấn động. Một chiếc kính thiên văn phản chiếu ánh sáng đã ra đời. Đây là chiếc kính thiên văn phản chiếu đầu tiên trên thế giới, được tạo ra bởi chàng thanh niên trẻ tuổi Isaac Newton vào năm 1671. Ông ấy đã làm ra nó từ những vật dụng thông thường hàng ngày có trong văn phòng của ông ấy tại Cambridge. Ống các tông, bóng gỗ được sử dụng để điều chỉnh màu sắc. Một miếng gương được dùng để thay thế cho ống kính ngay dưới đây. Chiếc gương Newton là một chiếc đĩa kim loại võng được đánh bóng. Nó phản chiếu ánh sáng từ một vật thể ở xa về một điểm. Trong giây lát, chiếc gương nhỏ hơn sau đó sẽ trả ánh sáng về thị kính. Bởi vì ánh sáng sẽ không phải đi qua những ống kính mỏng, nên màu sắc sẽ không bị phân tách và không gây nên hiện tượng mờ ảnh. Bằng việc phản chiếu ánh sáng, nên chiếc kính thiên văn của Newton cho ra những bức ảnh sắc nét nhất trên thế giới. Và chiếc kính thiên văn này đã khiến cho mọi người kinh ngạc tại cuộc triển lãm mang tên Xã hội Hoàng gia vào năm 1672, bởi vì nó mạnh mẽ hơn và mang tới những bức ảnh tốt và rõ ràng hơn hẳn những chiếc kính thiên văn dài 1,9 mét thông thường. Kể từ thời điểm đó, những câu chuyện về sự phát triển của kính thiên văn đều gắn liền với những miếng gương, chứ không phải những ống kính, đang dần trở nên lớn hơn. Trong một thế giới mà kích cỡ của những chiếc kính thiên văn đóng một vai trò quan trọng, thì với chiếc gương càng lớn sẽ càng thu được nhiều ánh sáng. Đứng trước gương phản chiếu của kính thiên văn khổng lồ này thực sự là rất lớn. Chiếc kính thiên văn này có cấu tạo gồm hai tấm gương chính lớn 8,4 mét. Chúng thu nhận ánh sáng chiếu xuống địa cầu, chuyển ánh sáng tới điểm hội tụ, để từ đó có thể thu thập được những tín hiệu yếu ớt từ những vật thể ở cách đó rất xa. Nhà thiên văn đã bắt gặp và theo dõi những đám mây phát quang trong đêm tối, và ông ấy đã thực sự muốn tìm hiểu ra nguyên nhân chúng được tạo thành như thế nào. Những đám mây này được tạo ra từ những bụi phát quang hay một loại chất khí nào đó, hay cũng có thể chúng được tạo ra từ vô số những ngôi sao ở cách đây rất xa mà chúng ta không thể nhìn thấy rõ được và chỉ là những ánh sáng yếu ớt phát ra. Vậy bạn đang làm gì vậy? Câu trả lời là bạn đang xây dựng một chiếc kính thiên văn khổng lồ. Để có thể chụp lại được hình ảnh cùng những đốm sáng trên bầu trời, Parsons sẽ phải sử dụng tới những tấm gương khổng lồ. Trong thời đại của William Parsons, những thấu kính của kính thiên văn có dạng lõm, giống như việc chúng ta mài gương một cách tỉ mỉ bằng tay. Chiếc kính thiên văn của William Parsons thực sự đã tạo ra một bước tiến lớn cho sự ra đời sau này của những chiếc kính thiên văn khổng lồ những năm đầu thế kỷ 20. Tôi mang tới đây một ít nước để tượng trưng cho khối chất lỏng thủy tinh của một tấm gương. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu xoay nó một cách chậm rãi rồi nhanh dần. Lực ly tâm sẽ là một lượng nhỏ khối chất lỏng bắn ra ngoài, đem tới cho chúng ta một vật thể dạng parabol hoàn hảo. Và đây, chúng ta đã có được một vật thể dạng parabol. Để làm được điều này trên một quy mô lớn, các kỹ thuật viên thuộc phòng thí nghiệm gương kính đã phải tạo ra một lò nung khổng lồ có thể chứa được 21 tấn thủy tinh. Các chuyên gia về nhãn khoa sẽ phải kiểm tra sai sót một cách kỹ càng từng mảnh kính nhập khẩu từ Nhật Bản. Lò nung tỏa nhiệt lượng làm nóng chảy thủy tinh và sẽ xoay vặn khối chất lỏng với tốc độ 7 vòng xoay 1 phút. Lực ly tâm làm cho thủy tinh nóng chảy, trở thành dạng parabol. Để duy trì hình dạng này của thủy tinh ở thể nguội, lò nung sẽ phải tiếp tục quay trong 12 tuần sau đó. Tiếp theo, những tấm gương được đem ra đánh bóng để tạo nên một bề mặt hoàn hảo. Thậm chí, ngày nay, những công cụ đánh bóng vẫn được chế tạo nhằm mô phỏng những chuyển động tự nhiên của bàn tay con người. Một lớp nhôm mỏng sẽ được phủ lên trên mỗi chiếc đĩa để tạo ra bề mặt gương. Các kỹ sư bắt đầu đặt chiếc đĩa thủy tinh vào phía bên trong ống hũ khổng lồ. Chiếc máy bơm đầy sức mạnh này có nhiệm vụ hút hết toàn bộ không khí bên trong chiếc ống ra ngoài để hình thành khoảng chân không bên trong. Một lượng nhỏ nhôm đang được nấu nóng chảy bên cạnh chiếc ống hũ. Giống như những chất lỏng bay hơi khác, các phân tử nhôm trôi nổi bên trong khoang kính và ngưng tụ trên bề mặt kính. Môi trường trên không sẽ đảm bảo việc các phân tử nhôm được trải đều trên khắp bề mặt kính và tạo ra một chiếc gương phản chiếu hoàn hảo. Khi mới được tráng, những chiếc gương này có thể thu nhận được hơn 90% ánh sáng vào bên trong chiếc kính thiên văn. Sau gần 4 năm chuẩn bị cho các công đoạn quay vòng, đánh bóng và kiểm tra, cuối cùng thì những chiếc gương kính đã được hoàn thành. Một thành quả đầy ngoạn mục. Con số sai lệch so với dữ liệu dự toán là khoảng 25 nanomet, tức là bằng 1/1000 cm. Nó cũng giống như một con sóng cao chưa quá 2,54 cm trong lòng Đại Tây Dương. Vì vậy, có thể khẳng định đây chính là một tấm gương với bề mặt hoàn hảo. Và khi chúng ta sử dụng nó để nhìn lên bầu trời, chúng ta sẽ hiểu được nó tuyệt vời tới mức nào. Vào những năm đầu thế kỷ 20, các nhà thiên văn học cố gắng để thu thập được ánh sáng từ những ngôi sao ở rất xa. Những ánh sáng này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả khi chúng ta nhìn bằng chiếc kính thiên văn tối tân nhất. Cách duy nhất để nhìn thấy được là chụp hình lại chúng. Khó khăn lớn nhất ở đây chính là việc duy trì được những ánh sáng mờ đó trong kính ngắm một thời gian đủ lâu để có thể tạo nên một bức ảnh chụp. Vấn đề xuất hiện ở đây là trái đất luôn quay vòng trong khi các ngôi sao lại đứng yên, nên sẽ rất khó để chụp cố định một ngôi sao đơn lẻ nào đó khi chúng di chuyển trên bầu trời đêm. Các kỹ sư lên một kế hoạch lắp đặt chiếc kính thiên văn vào một trục xoay. Họ xoay trục đỡ này theo chiều ngược lại với vòng quay của trái đất. Hướng chuyển động này giúp cho chiếc kính thiên văn có thể tập trung được vào một điểm trên bầu trời. Nhưng các kỹ sư ở đây phải đảm bảo rằng tốc độ xoay của trục phải ăn khớp hoàn hảo với vòng xoay của trái đất. Thật may mắn cho các nhà thiên văn học là đã có một chiếc máy hoạt động cùng thời gian với chuyển dịch của trái đất. Cứ mỗi một vòng quay của trái đất sẽ tương đương với 2 giờ đồng hồ. Vì vậy vào năm 1906, các kỹ sư lắp đặt chiếc kính Hooker đã cố gắng sử dụng cơ chế của bánh răng đồng hồ để xoay chuyển chiếc kính thiên văn. Họ sử dụng nó để điều khiển chiếc bánh xe khổng lồ có đường kính 5,5 mét. Nó có thể xoay chiếc kính thiên văn nặng 100 tấn theo chiều ngược lại của vòng quay trái đất một cách hoàn hảo. Edwin Hubble chính là người đã chụp được những bức ảnh kinh điển bằng chiếc kính thiên văn Hooker. Bức ảnh này là ảnh chụp về vân đá Andromeda. Nó thực sự là một cuộc cách mạng để chúng ta có thể hiểu thêm về vũ trụ. Hubble tính toán rằng khối tinh thể này ở cách xa thiên hà của chúng ta khoảng 1 triệu năm ánh sáng, và nó ắt hẳn phải đến từ một thiên hà nào đó. Hubble là người đầu tiên chứng minh rằng thiên hà của chúng ta không phải là duy nhất trong vũ trụ, mà nó chỉ là một trong hàng triệu thiên hà khác. Tiến sĩ Andrew Silo đang chứng minh luận điểm. Tôi có ở đây 2 chiếc đĩa thủy tinh và chúng sẽ tượng trưng cho những vòng bi xoay thực tế. Ở phía trên của vòng xoay, tôi đặt một trọng lượng khoảng 5 kg lên trên 2 đĩa này, và chúng sẽ tiếp xúc với nhau. Và bây giờ, tôi sẽ tác động vào đó một lực nhất định để di chuyển khối trọng lượng này. Các bạn sẽ thấy rằng mặt tiếp xúc sẽ bị uốn cong và vỡ vụn. Bây giờ nếu chúng ta lặp lại quá trình này, nhưng lần này chúng ta sẽ cho thêm một chút dầu bôi trơn vào giữa 2 chiếc đĩa. Nếu tôi nhỏ dầu lên chiếc đĩa ở bên trên, bạn sẽ thấy dầu phủ đều lên toàn bộ bề mặt một lớp mỏng. Tôi sẽ không đặt trọng lực lên trên mà sẽ cố gắng đẩy nó. Và bạn sẽ thấy rằng chỉ với một lực tác động nhỏ, chúng sẽ bị đẩy ra và rơi xuống. Và đây chính là nguyên lý vận hành. Một lớp dầu mỏng cùng một lực khổng lồ đang giữ các phần tử lại với nhau. Những lực này cho phép nó chịu tải được những trọng lực lớn, và đó chính là cách vận hành của các vòng bi. Nhưng những vật nặng như chiếc kính thiên văn khổng lồ 2 mắt sẽ ép dầu ra. Vì vậy, các kỹ sư đã đặt một khung hình chữ C lên phía trên 4 tấm lớn đó, và sử dụng một máy áp suất lớn để đưa dầu lên tới chiếc kính thiên văn. Cỗ máy sẽ liên tục cung cấp, bù đắp cho lượng dầu bị thoát ra, và cung cấp một lớp dầu mỏng và trơn trên mỗi bề mặt mà chiếc kính thiên văn chạy. Như ngày nay, những ánh sáng chói lòa của những thành phố như New York đã và đang hình thành nên khoảng sáng trên bầu trời. Và thứ ánh sáng này càng khiến cho việc theo dõi các vì sao trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng thì các nhà thiết kế cũng đã tìm ra địa điểm lý tưởng. Một ngọn núi ở cách xa những ánh sáng đô thị. Nơi đây được xem như nơi tối nhất với bầu trời trong nhất ở bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ. Các kỹ sư đường sắt lo sợ rằng những kẻ cuồng tín sẽ nhằm vào chiếc gương khi nó di chuyển dọc đất nước. Do đó, họ đã bảo vệ chiếc gương bằng vỏ bọc chống đạn bằng thép dày 6 mm. Vào tháng 6 năm 1948, tấm gương vĩ đại đã được vận chuyển an toàn vào phía trong vành đai bảo vệ của nó. Các nhà thiên văn học bắt đầu sử dụng nó để kiểm tra luận điểm của Hubble rằng vũ trụ đang mở rộng ra. Có lẽ điều quan trọng nhất mà chiếc kính thiên văn Hale cho chúng ta biết rằng vũ trụ được hình thành từ một vụ nổ lớn. Chiếc kính thiên văn thu thập đủ dữ liệu để chỉ ra rằng tất cả các ngôi sao trong vũ trụ đang di rời ra từ một điểm đơn lẻ. Điều này cho thấy rằng tất cả mọi vật tồn tại đều bắt nguồn từ một điểm khởi đầu, và sau đó tất cả đã bị đẩy ra ngoài bởi một vụ nổ lớn. Sự kiện này được đặt tên là Big Bang. Mặc dù vậy, họ sẽ không phải chờ đợi cho một chuyến hành trình dài như tấm gương vĩ đại của Hale, nhưng đội nghiên cứu vẫn phải vận chuyển nó lên đỉnh của ngọn núi cao 3.000 mét. Chuyến hành trình này cũng vẫn chứa đựng nhiều rủi ro. Nhưng lần này, mối đe dọa không tới từ những định kiến trong tôn giáo, mà nó tới từ môi trường. Chúng ta đang có mặt tại khu rừng quốc gia ở miền trung nước Mỹ. Khi bạn di chuyển tới vành đai rừng, bạn sẽ nhận được cảnh báo khu đất thuộc nhiều chủ sở hữu. Và nó có nghĩa rằng sẽ có nhiều nhóm đối tượng khác nhau với những cái nhìn khác nhau về việc chúng ta sử dụng đỉnh ngọn núi này. Con dốc nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo đã được trải dài bởi những lùm cây. Họ không thể cắt bỏ hết từng cái cây để dẹp đường cho xe đi. Họ tính toán rằng nếu đặt chiếc gương nghiêng 60 độ thì nó sẽ nằm đủ gọn để cho 3 chiếc xe đi qua con đường hẹp này. Đồng thời độ cao cũng cho phép họ đi dưới những nhành cây rủ xuống. Nhưng những chướng ngại vật phải tránh trước mắt. Việc đặt chiếc gương ở góc bấp bênh như vậy cũng nảy sinh những vấn đề riêng của nó. Với góc nghiêng cao độ này, nó sẽ có thể gây ra tình trạng nghiêng đổ, va đập với cây cối, và chiếc gương 10 triệu đô la sẽ vỡ vụn. Để đảm bảo tiến độ, nhóm vận chuyển đã lắp đặt một piston thủy lực cho từng bánh xe, để chúng sẽ tự động điều chỉnh góc độ nghiêng và giúp cho chiếc gương luôn ở góc nghiêng chính xác tại mọi thời điểm. Khi mà đoàn xe gần lên tới đỉnh núi, tốc độ gió tại đây đạt mức 100 km/h. Mặc dù vậy, chiếc gương vẫn được đưa tới nơi một cách an toàn và lành lặn. Không một cái cây nào bị chặt bỏ trong suốt quá trình vận chuyển. Nhưng ở độ cao này, nhiệt độ đóng băng vào ban đêm cũng đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới cỗ máy tinh tế của các nhà khoa học. Chính vì vậy, để lắp đặt chiếc kính thiên văn mới ở một nơi cao nhất từ trước tới nay, các chuyên gia Xô Viết phải tìm ra một giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề này. Vào năm 1966, chiếc kính thiên văn Hale ở Mỹ vẫn là chiếc kính lớn nhất trên thế giới và nó cho chúng ta những cái nhìn tốt nhất về vũ trụ. Các nhà nghiên cứu thuộc Liên bang Xô Viết thời bấy giờ cũng muốn chế tạo ra chiếc kính thiên văn ban soi lớn hơn, cao hơn và thậm chí là nhìn xa hơn bất kỳ chiếc kính nào trên thế giới. Họ đã chọn ngọn núi Kakakus ở phía nam nước Nga là nơi lắp đặt chiếc kính. Nhưng nhiệt độ ban đêm tại đây đạt mức âm 10 độ C. Một bức tường dày bằng kim loại sẽ bao quanh chiếc kính thiên văn để giữ nhiệt ngay khi mặt trời xuống. Nó cũng đồng thời giữ ấm cho toàn bộ máy. Nhưng khi cánh cửa đài quan sát mở ra, không khí lạnh sẽ tràn vào và làm nhiệt độ hạ thấp. Điều này khiến cho nhiệt độ quanh bề mặt thấu kính bị giảm xuống. Nó sẽ bắt đầu tác động và phá hủy bề mặt hoàn hảo của thấu kính, khiến cho những bức ảnh chụp bị mờ đi. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia Xô Viết tại trạm thiên văn Ban Soi phải giữ ổn định nhiệt độ bên trong chiếc kính của họ. Họ lắp đặt hệ thống làm mát ngay cạnh cửa mở ra mái vòm. Cánh quạt có nhiệm vụ hút các khí ẩm ban ngày vào và thổi chúng vào các đường ống chứa khí ga lạnh. Hệ thống này sẽ làm mát khi nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh vào ban đêm. Máy bơm này sau đó sẽ thổi khí mát vào trong máy vòm để giảm nhiệt độ bên trong cho phù hợp nhiệt độ ngoài trời khi vành đai được mở ra vào ban đêm. Thay vì việc làm mát toàn bộ trạm nghiên cứu, các chuyên gia đã quyết định sẽ chỉ làm mát hệ thống thấu kính. Họ tận dụng các tổ ong được hình thành phía sau chiếc kính. Họ bơm không khí lạnh bằng các máy bơm nhỏ vào trong các hốc này. Quá trình này sẽ làm mát thấu kính từ bên trong, giữ cho nhiệt độ được ổn định và thấu kính phía ngoài không bị uốn cong. Trở ngại duy nhất hiện nay là cách để có cái nhìn toàn diện về vũ trụ. Khi chúng ta nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta thường thấy những ngôi sao đang lấp lánh. Đối với chúng ta nó thật tuyệt vời, nhưng nó lại là một cản trở vô cùng lớn với các nhà thiên văn học. Hiện tượng này gây ra bởi sự nhiễu loạn trong khí quyển, ánh sáng được truyền đi nhanh hơn khi gặp đới khí nóng và ngược lại. Chính điều này đã tạo nên việc lấp lánh của những ngôi sao. Những gì chúng ta có ở đây là ánh sáng laser phản chiếu lên chiếc cáp này qua một chiếc đĩa thủy tinh. Khi tôi bật chiếc đèn laser lên, chúng ta sẽ có được một đường ánh sáng đẹp và ổn định. Bây giờ thì ta cho thêm vào một chút nhiễu loạn nhé. Maggie đặt một ngọn lửa bên dưới đường sáng đó để hình thành nên các đới khí nóng hay một sự nhiễu loạn. Ta có thể thấy ở đây việc ánh sáng không còn được giữ ổn định nữa. Nó bắt đầu di chuyển và nhấp nháy. Và đó cũng chính là vấn đề mà các nhà thiên văn học phải đối diện. Những tia sáng từ những ngôi sao đi tới trái đất thông qua những sóng song song. Những sóng này luôn song song hoặc trùng nhau. Những đường sóng ánh sáng sẽ đi tới kính thiên văn trên trái đất cùng lúc mà không cần tới bầu khí quyển. Thấu kính của kính thiên văn có thể tập trung ánh sáng lại và tạo ra những hình ảnh rõ nét về các tinh thể của các ngôi sao. Tuy nhiên, như một chùm sóng sáng thâm nhập vào bầu khí quyển, những luồng sóng này đi qua đới khí nóng làm tốc độ truyền sáng đi nhanh hơn. Trong khi đó, số khác đã bị giảm tốc do đi qua đới khí lạnh. Điều đó có nghĩa rằng những chùm sáng này đã không còn đồng nhất khi tiếp xúc với kính thiên văn, do đó sẽ gây ra hiện tượng mờ ảnh. Các chuyên gia kính thiên văn ngay lập tức nhận ra rằng việc đặt đài quan sát trên đỉnh núi mới chỉ là một nửa chặng đường trong việc giải quyết các vấn đề gây nên bởi bầu khí quyển. Và đã có một bước tiến lớn trong việc loại bỏ hoàn toàn những vấn đề liên quan. Mùng 3 tháng 2 và chiếc tàu vũ trụ Discovery với chiếc kính thiên văn không gian Hubble được phóng lên. Và một chiếc kính thiên văn được gắn chặt vào phần tên lửa phía trên cùng. Tại sao chúng ta lại phải đưa chiếc kính thiên văn vào không trung? Lý do vì nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều kiện nào khi ở trên đó. Nó sẽ hoạt động trong môi trường chân không thuần khiết và bạn sẽ luôn có được những bức ảnh hoàn hảo vào bất cứ khi nào. Giữ khoảng cách với SIV. Vào năm 1990, con tàu vũ trụ Discovery mang theo chiếc kính thiên văn Hubble được đưa lên quỹ đạo. Vận tốc tàu Discovery đạt 1,3 km/giây. Bay ở độ cao trên 500 km so với bề mặt trái đất, chiếc kính thiên văn Hubble hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi áp suất hay những gì nó tạo ra. Ngay cả khi được trang bị với những thấu kính thu nhỏ, chiếc kính thiên văn Hubble vẫn cho ra những bức ảnh về vũ trụ sâu thẳm một cách tuyệt đẹp. Từ một bức hình quan trọng, các nhà thiên văn học đã cố gắng điều chỉnh chiếc kính của họ từ trên không gian. Sau đó họ mở màn chập của máy để thu ảnh trong gần khoảng 1/1 triệu giây. Đây chính là kết quả mà chúng ta hằng mong đợi, một bức ảnh chụp sâu và rõ nét nhất về vũ trụ từ trước tới nay. Những gì hiển thị ở đây như một khoảng không với chừng 10.000 dải thiên hà, với cỡ 10 tỷ ngôi sao bên trong mỗi dải thiên hà đó. Các chuyên gia tại trạm thiên văn LBT cho rằng họ đã tìm ra cách để có được những bức hình sâu trong không gian từ mặt đất. Đó là việc giải quyết sự biến dạng của ánh sáng do bầu khí quyển bằng cách biến dạng nó một lần nữa qua lăng kính thứ hai bên trong ống kính để loại bỏ những ảnh hưởng của bầu khí quyển. Những thấu kính nhỏ này sẽ nằm phía trên thấu kính chủ đạo. Bên dưới chúng là hàng trăm động cơ piston. Những động cơ này sẽ đẩy và kéo những thấu kính nhỏ bởi những chuyển động nhỏ nhằm tái định dạng những sóng ánh sáng chiếu vào. Khi các sóng ánh sáng bị bật ra và tập trung lại vào ống kính máy, chúng sẽ trở lại trạng thái song song. Việc này sẽ cho phép chiếc kính LBT cho ra những bức ảnh rõ nét gấp 10 lần chiếc kính Hubble trong không gian. Khi hệ thống đã được thiết lập, các nhà thiên văn học sẽ có thể nhìn xuyên qua khí quyển như thể nó không tồn tại. Và họ sẽ không thể nhìn thấy được những ngôi sao ở xa, nhưng đối với các hành tinh xung quanh thì hoàn toàn có thể. Bằng cách nghiên cứu các thế giới ở xa, họ hy vọng rằng sẽ có thể biết được làm sao hành tinh của chúng ta được hình thành và cuộc sống đã bắt đầu như thế nào. Chiếc kính thiên văn khổng lồ 2 ống kính là một trong những kỳ quan của ngành khoa học. Nó như một lời cảm ơn cho những quá trình cải tiến và táo bạo trong quá khứ. Đây có thể xem như cánh cửa cuối cùng để đi ra ngoài vũ trụ của con người.